À, thầy ổng nói ráng mà tu đi để sau này gần tới cận tới là giặc miên Trung Quốc nó xúi đó, hôm qua nó xúi, bây giờ Trung Quốc nó ở Nam Giang đặt hết trơn á, bởi sau này ổng quýnh mà Việt Nam mình nhiều trận lắm, quýnh nặng mà chuẩn bị lập cái hội Long Hoa nè, ông ơn đã hết đời rồi, là nó quýnh rồi là chờ chuẩn bị lập hội Long Hoa đó. Mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập cho rồi cái hội Long Hoa đặng có hiện đức được là bao nhiêu gian tà hồn xác cũng tiêu, nếu cô bác nào mà không tu là chắc lý là không có còn đâu. Nên là Đức Thầy nói đừng kêu rã núi ông Sam đó, đừng kêu ông cắm ai làm bể hai, đừng kêu sóng nổ núi dài, đừng kêu ông cát đất cày thành sông, đừng kêu vợ lại xa chồng, đừng kêu mẹ lại quên bồng con thơ, đừng kêu sắp tới bây giờ là nó gần tới rồi đâu, bây giờ nó đang chuẩn bị cho nó dân chúng mình mới lao sao nè, đừng kêu dân hải dáng chờ chữ tu, đừng kêu khóc khóc lóc con ngu, đừng kêu những kẻ lộng dù còn chi, đừng kêu nhiều nỗi lâm ly, đừng kêu chú bác cậu gì khóc than, sấm nổ là các nước 18 nước nó tràn vô mà nó mới đi vô gọi là Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa đó, thập bát chư bang động căn qua, dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, tầng bang hậu hận tiên diêu động, nó quánh mình nó giật của mình đó, nó nghe lời Trung Quốc mà ba tầng này là trong đó có bên boss đó, bên boss là nó ác nhất á. Về nó ngược ngựa chạy dưới nước, tàu chạy trên bờ lên núi đặt lờ, xuống sông đốn củi gà cồ hay ủi heo nái hay bươi, nước kém 30 mùng 10 nước dậy, ghe nổi thì đẩy ghe khẩm thì chèo, mấy ông nhà nghèo cho dây bạc nợ, nhà giàu bỡ đỡ thiếu trước cục sau. Cái đó là nói về của ông Ba Thới đó. Đời cùng còn có mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, con nít kêu mẹ ghéo cha, ông bà khóc cháu thiệt là thiết tha. Cho nên là thầy ổng nói ráng mà tu đi để sau này gần tới cận tới là giặc miên Trung Quốc nó xúi đó, hôm qua nó xúi bây giờ Trung Quốc nó ở Nam Giang đặt hết trơn á, bởi sau này ông quýnh mà Việt Nam mình nhiều trận lắm, quýnh nặng mà chuẩn bị lập cái hội Long Hoa nè, ông ơn đã hết đời rồi, là nó quýnh rồi là chờ chuẩn bị lập hội Long Hoa đó, ông ơn đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, là giờ vợ chồng gì chạy lạc lạc đường lạc nẻo hết trơn, con nơi chồng ngã vợ nơi chồng ngã đó, cho nên nó khổ dữ lắm. Bởi vì cái câu của mà Tứ Thánh ông nói mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập cho rồi cái hội Long Hoa đặng có hiện đức được là bao nhiêu gian tà hồn xác cũng tiêu, nếu cô bác nào mà không tu là chắc lý là không có còn đâu. Ráng mà niệm Phật trì tâm á, bây giờ ai mà tu tỉnh chuyên cần, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên tài vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao lý với miền trần gian đó, thì mình ráng mình tu đó, tu rằng mình cứu củ quyền thất tổ ông bà, củ quyền thất tổ ông bà ai cũng phải có hết trơn á, phải nhớ củ quyền á. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi nhắc, là tôi nói thơ nói, nhưng mà lâu lâu tôi cũng nhắc là cái vấn đề tu hành, ai 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 cũng ráng tu hành, ráng niệm Phật hết trơn á, bởi vì ở trên có là thầy có nói đó. Hạ quân đây đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng là năm mèo tới này nè, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ não, vậy thì từ đây cơ trời thế cuộc đổi xây, đi mới theo thầy xuống chốn phàm gian, thấy đời ly lạng bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh, kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu việc chẳng dình dạng hai, phụ nghĩa bố kình là không có nghe lời cha mẹ đó, nên điên phiên nhũ quần lai, khắp trong thế lê thứ ngày lại tĩnh tâm, cơ thâm thì quả dược thâm, nào trong xét xử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, là mấy người không biết gì đó, không có tin á, rồi sau sẽ thấy hùm beo ở trên non núi, khắp trong thế giới hiểm nghèo đáng thương, điên này dương lệnh minh dương, dưới lệnh Phật đường sai xuống giảng dân, kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi, cũng như người xa thì lợi người ta mến đức ân đó. Cái đó là rắn núp dưới hang coi ngựa chạy, là nói cái năm á, khỉ ngồi trên ngựa ngó, gà bay đông tây trộn rộn, trời che sát nam bắc ê hề đất trở thay, nhân vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng châu mài,
mình chết mà tới ở trên mà thần tiên phải châu mài, bởi vì không có tu dạy dạy mà ừ dạ mà tới chừng vắng Phật rồi vắng thầy rồi không có ai nhớ tới vụ tu, chứ cứ lo làm việc ác không mà chứ không có làm việc hiền, việc lành mà để tu hành cho có cái phước cho cứu ông bà cha mẹ của quyền thất tổ đó. Cho nên từ cái chỗ đó bây giờ khuyên hoài nói hoài không được thì sao cũng phải xử tiêu hết trơn chứ không có còn. Bởi vì thầy em nói đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, báo ngọc là núi sấm đó, sấm đâu là bỗng nổ gian, trẻ già bất tỉnh mê mang xác hồn, chuyện sấm nổ thì chết hết trơn. Vía bà xa người ta còn lại Phật mới hoàn hồn trả lại cho thủ thân, là nổ ba tiếng sấm rồi cái đất nước Việt Nam mà chết không còn một người nữa. Nhờ Phật với thầy về cứu lại đó, thâu hồn vía mình lại trả lại cho cái xác mới nhập vô xác mới tỉnh lại, chứ không thôi chết hết trơn à, chứ làm sao mà sống được. Đâu phải là nói chuyện đơn giản đâu, Phật nói mà lập cái hội lâm qua này đâu phải là dễ đâu, là hạo ơn nay đã hết đời rồi đó, là bây giờ chuyển lập hội lâm qua là tới 10.000 năm lận đó. Mà cái đất nước Việt Nam mình là nhờ có Phật đó, bởi vì nước Việt Nam nằm cõi trung ương sao sẽ có Phật tiên tại thế đó, không có nước nào mà có hết trơn, chỉ có Việt Nam à. Bởi vì là không có nước nào quý bằng nước Việt Nam hết trơn, mà lại có đền vàng gác ngọc nữa, của vua Minh Vương. Dạ thưa ông hai, thì sao mà Campuchia nó lại nó hẳn Việt Nam mình dữ vậy ông hai? Cái đó là cái thời kỳ là cũng như đời tới vậy đó, cũng chuẩn bị lập hội Đông Hoa của Việt Nam nè, đặng mà nó thấy như vậy đó, là cũng như ở trên chuyển nó các nước ngoài nó vô đặng nó giành cái ngôi báo đó đó, giành cái núi cấm đó đó, nó vô đây nó giành mà nó có được ở đâu, vô đây là súng bắn không nổ rồi. Cho nên Tứ Thánh ông nói trời ơi xó biến bay đó, mà Tứ Thánh thì trong các hàng đệ tử của Đức Thầy không à. Ông nói trời ơi sao biến bay, xe kia biến chạy tại ai xe ngừng súng sao quyến nổ, không chừng chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ, hết về điên lợi nói thơ cho ai hiểu chút tiên cơ tại trời, khiến cho lũ nịnh hết đời tay chân đời đã rã đời đâu phan, hãy làm mà phải thác quan, Phật thương trần hạ khó ăn tài vàng, lỡ xe rồi lỡ lỡ thàng lỡ non lỡ núi lỡ làng lỡ dân lỡ người cũ rồi lỡ người tân, cái đó là không tu đó, nửa chừng bỏ đó, lỡ trắng lỡ đỏ lỡ phân thanh quỳnh, ai ô ráng nghĩ chút tình thiên cơ bất khả khó mà tỏ phân, há ráng mà hết trí tỏ phân, nghĩa đen bằng trắng thì ắt lâm khổ hình. Cho nên mình cứ nói cái gì cũng nói vừa vừa phải thôi, đã vừa hiểu thôi, chứ không có lên lậu quá cũng không tốt nữa. Cái gì đó với phần hai, bây giờ dân bây giờ nó không có tin, nếu nó tin thì đâu có chết mà quá khứ chết gì. 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn có 1 mới ra Thái Bình đó, là còn gì bao nhiêu đâu. Cho nên cái người giờ dân bây giờ nó không có tu, nó không có tin, mà chừng nó tin là chết rồi, nó tin là tu không kịp rồi, cũng như tới sấm nổ rồi ngồi đó niệm Phật ai chứng, cấp đó Phật đâu có không còn chứng cho mình. Cấp đó là Phật đã lo làm việc quốc sự ở trên rồi, việc lớn ở trên rồi. Cho nên là nói cái đời cùng đó là tu gấp mới kịp, bây giờ ráng mà niệm Phật ngày nào cũng niệm, sớm ơi niệm chiều niệm, ngồi đâu niệm đó mới là đúng cái lý của là thầy tổ dạy. Còn để cho tới chừng sấm nổ rồi sấm nổ ăn năn đã muộn đó, khi sấm nổ rồi ăn năn đâu có kịp, mà niệm cũng Phật cũng không chứng, Phật đâu có không mà lo chứng cái vụ này. Cũng như khi mình ông thầy giáo ông vô trường ông dạy, ông dạy cho đến ngày thi mà đã đậu mới được đi thi được, còn nếu rớt thì đâu có đi thi được. Bây giờ tôi lại kéo đờn đó ha, lên dây tôi cho thẳng tôi đờn Bắc Nam, cái đó là Đức Thầy nói đờn kêu rã núi ông Sam đó, đờn kêu ông cấm mai làm bể hai, đờn kêu sấm nổ núi dài, đờn kêu ông cát đất cài thành sông, đờn kêu vợ lại xa chồng, đờn kêu mẹ lại quên bồng con thơ, đờn kêu sắp tới bây giờ là nó gần tới rồi đâu, bây giờ nó đang chuẩn bị cho nó dân chúng mình mới lao sao nè, đờn kêu dân hải dáng chờ chữ tu, đờn kêu hốc khóc lóc con ngu, đờn kêu những kẻ lộng dù còn chi, đờn kêu nhiều nỗi lâm đi, đờn kêu chú bác cậu gì khóc than, đờn kêu nhiều nỗi bi quan, đờn kêu tan rã như rơi phím đờn, là cũng như cái bài thi bài thơ nó hết tới đó hết rồi đó, là nói cho mình biết là nó tới mức độ cuối cùng là nó phải là chấm dứt rồi, là dứt bài thơ rồi đó. Như vậy nói đặng cho mình nghe, đặng mình lo mình tu lo niệm Phật đó,
Bởi vì Đức Thầy ổng nói ai mà niệm Phật chí tâm cũng như có ngọc mà cầm trên tay, niệm Phật có Phật Như Lai độ mình, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phương dắt về, niệm Phật có Phật dự kề. Ai mà tu tỉnh chuyên cần thì ông bà cha mẹ Phật thần rước lên tài vàng ăn ở dưỡng bền khỏi lo lao lý với miền trần gian, là đó là mình biết của quyền thích tổ ông bà mình đó, mình đền ơn đó là mới ráng lo tu. Cũng như tao bây giờ ngày nào tao không cúng, tao không dám bỏ thờ cúng nào hết vậy đó. Là cái gốc, cái căn gốc của tao là có ở trên, bị gì cái kiếp này là tao hồi vua rồi. Bởi vì hồi đó tao không biết, tao mới hỏi vậy nè. Bởi vì bây giờ chưa có, mà tới chừng đó là chạy giặt miên lớp này cha xa con mẹ đó, mẹ xa con rồi chồng xa vợ, vợ xa chồng đó, thì nó khổ đó. Bởi vì thầy cũng có nói khổ chứ thảm, ngày nay có mấy sợ mai sau, dòm thấy bay hồn đó, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, là nó cái bên tà là nó muốn kiếm của mình, nó giật của. Cảnh sông máu núi xương tha thiết, chết mà cái sông mà dưới cái sông mà thành máu hết trơn đó. Chẳng như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mấy tường, ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn là biểu mình làm phước đó. Vừa tu mà là vừa làm phước luôn đó. Là có của mà không biết làm phước đó, để sau là mình tới chuyện rồi cho ta không lấy nữa. Làm phước ai đâu lấy, ai đâu ăn, cấp tới chiến danh giặc giả mà nay nó chạy rồi, bây giờ chết cũng chạy mà sống cũng chạy nữa. Bởi vì là Đức Thầy ông nói mai sau nhiều cuộc đất cài nó đua nhau mà chạy, đâu có ở đây được đâu, chạy chừng nào hết chạy là cứ bằng ngã ngang chết thôi, chứ không có biết là chỗ nào mà mình tránh né được hết trơn á. Giặc thì bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện đi, sau này lớp thì ác thú dậy đầy chứ phải giặc không đâu. Lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bầu lộ tổ xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa, sau này đục mưa là mình tránh, cũng như mình làm cái phước trước vậy đó. Sau này có chỗ mình ngồi đâu là có Phật, có chư thần ta hộ trì mình đó. Là giờ gọi là gán tu đó, tu trước mới được, chứ để không thôi tới chuyện rồi tu ai chứng cho mình. Giờ đó cũng Phật đâu cơ không, Phật lo đi là dẹp mấy cái thiên ma ba tầng đó. Nó quậy nó phá mà nó trông cho có cái gì đặng nó xuống nó phá, bị ngày xưa nó phá Đức Phật tổ không được, bây giờ nó nguyện đời đời kiếp kiếp nó phá hoài cho đến ngày kết cục thôi đó. Cấp mà Đức Phật Thích Ca mà ông ngồi ông thiền ở trên mà núi đó, ngồi tại cây bồ đề, nó lại nó thiên ma nó quá ra là công chúa Vu Gia đó, nó lại nó nói chàng ơi em nhớ chàng muốn chết, em thương chàng mà nói gì nói mà cũng không động tới Đức Phật tổ chứ, ông ngồi ông thiền không cái một à. Tới chừng bây giờ mới đắc đạo ông mới nhắc lại đó. Hồi thời trước Thích Ca Phật tổ nhắc cái sự tích của Đức Phật đó, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động lòng ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi chứ đâu phải là công chúa Vu Gia gì vậy đâu. Ở tại đền vua chứ đâu mà đi khơi khơi vậy, trên núi trên đầu vậy. Mà thiên ma nó giả vậy, nó quá ra thế mà công chúa Vu Gia nó giả, nó kêu nó ghẹo ổng vậy đây, ông cho ổng đất đó, được, không cho ông tu. Mà giờ ổng là chứng quả Thích Ca là cổ Phật Nhân Đăng đó, thọ ký cho ông là tu 92 kiếp đó, mà chứng quả là Thích Ca Như Lai đó. Dạ, dạ thưa ông, thầy cho biết là mặt nước biển lô nhô lặng hùng, chim lưu bay cá lại trên nồi phải không, ngọn thủy triều nâu nước sụt sôi bầu trái đất, một khoang lương chuyển cấp đó, cái trái đất nó lắc qua lắc lại vậy nè. Thì mà miên nó quánh với là nó quánh nó bỏ bơm này kia đó, buổi đầu thì còn nổ, mà tới chừng mà sao mà tới núi nổ là nó không còn bà súng bắn không được nữa. Cấp đó là Phật thông ngũ hành hết rồi, kim mộc thủy hỏa thổ thông hết rồi. Cấp nó quánh đầu tiên là núi này chưa nổ, tới chừng núi nổ là không có cái món gì mà xài được hết trơn, máy bay cũng không phát quả, súng bắn không nổ, xe không chạy, là tàu cũng không chạy, muốn về nước nó cũng về được không được nữa. Bởi cho nên ở đây là sơn băng thủy kiệt rồi, núi nổ là sơn băng kiệt thủy đó, là hết nước rồi đó. Khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt lị lưng cảnh náo não, kể sao cho xiết. Cho nên sơn băng thủy kiệt là nước nào vô đây cũng chết đói mà chết nằm đùng đóng, chứ không phải là nó không chết đâu, nước nào nó cũng chết. Rồi cuối cùng lại sau này nó đói quá đói rồi, thầy ổng chịu không nổi, ổng thấy mình chết mà khác đó. Là đói quá ông nói khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt lị dân, Đức Thầy ổng dò mình mà ổng khóc á. Cảnh náo não kể sao cho xiết, là ổng thương chúng sanh, không phải là riêng một nước Việt Nam mình mà nước nào Phật cũng thương hết á. Bởi vì cái thế giới này là của thầy tổ của Phật không à.
Nhưng mà dạy cho mình tu rằng mình sao mình đắc quả, đặng lên đắc quả thần, quả thánh, quả tiên rồi kia đó, mà mình không chịu tu, mình mê trần không à. Cho nên là ở trên thầy ông nhắc ông dạy vậy đó, mà có ai tưởng tới đâu, có khi nói rồi thì quên rồi, có khi nhớ thì nhớ câu hai câu à, chứ đâu có được nhớ mà quên năm suốt tháng mà đọc hoài. Còn có cái duyên lành mới rõ đặng khùng điên là mình đã có tu nhiều kiếp rồi đó, cũng như đắc quả rồi mới biết. Xà lan nó đi chở cát đâu trong núi, trong chở cát với đá trong núi nó dài á, nó dài dặn liên từ núi Cấm đi ngay qua bên về núi Tượng Bánh á, núi Tượng là trong Ba Chúc á, mà ngày nào cũng chở, trơn không chở chỉ có cái cát đá đó thôi chứ. Dạ thưa ông hai, lần này mình cho biết lộ dân giáo giáo văn nó như thế nào không? Rồi dân giáo là sau này nó quánh miên, nó quánh xuống qua dân giáo đó, nó quánh chạy vô dân giáo là giáo văn thay khôi ngọn cỏ vô căn Phật trời đó, trong giảng thầy có nói đó, qua lịch sử dân giáo, giáo văn thay khôi ngọn cỏ vô căn Phật trời, để vô căn là không có người đó không có tu, mà có dạy rồi là mấy chục năm nay mà không ai tin hết trơn, không có tu tính là không có, tới chừng bây giờ tới rồi tu không kịp. Hồi ngày Phật dạy, Phật biểu tu thì không tu, mỗi giờ tới thời kỳ cái già đó tu già đâu có được, đâu có kịp nữa thì tới chết rồi. Gọi là cái đó đó, sau này núi ông Cát cũng vậy nữa. Bây giờ ta lại kéo đờn lên dây cho thẳng, ta đờn Bắc Nam, đờn kêu rã núi ông Sam, đờn kêu ông Cấm, ai làm bể hai là sấm nổ rồi đó, đờn kêu sấm nổ núi dài, đờn kêu ông Cát đất cài thành không, không là đất là thổ, nó suối miên quánh mà sụp núi dài núi Cát luôn đó. Rồi cấp đó đờn kêu vợ lại xa chồng, là vợ chồng thì chạy thất lạc hết trơn, đờn kêu mẹ lại quên bồng con thơ, chạy giặt mà quên con luôn đó. Đờn kêu sắp tới bây giờ, đờn kêu dân phải ráng chờ chữ tu, là nó nói với mày còn có 2 năm nữa thì có chuyện tới rồi. Bây giờ cái tiếng thì nó còn 3 năm nữa mới tới 5 tỷ phải không? Mà 2 năm nữa là hỏi chứ 2 năm nữa mà tới năm đó chứ phải nó còn yên mình mà mình hưởng cái gì sống này kia, mà cũng mình giỏi mà nhặt ra, còn 2 năm nữa tới năm đó thì sấm nổ thì tất cả cái gì cũng không còn hết trơn. Sấm nổ là các nước 18 nước nó tràn vô mà nó mới đi vô gọi là Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa đó, thập bát chư quan động căn qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết xa, tầng ban hậu hận tiên diêu động, nó quánh mình, nó giật của mình đó, nó nghe lời Trung Quốc mà ba tầng này là trong đó có bệnh bót đó, bệnh bót là nó ác nhất á, bệnh bót hồi đó nó quánh phe nhà, nó quánh phe nhà nhau đó, nó giết ở trên Nam Giang là chết nằm có đống vậy đó. Là đinh tị sấm nổ thình lình đó, cái bị sắc quay là nó tới chuyện rồi đó, sấm nổ thì các nước ngoài nó vô, nó quánh nó vô 18 nước chứ không phải một nước đâu. Mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, đất là thổ đó, Trung Quốc nó xuống yên quánh mình đó, rồi mình chạy rồi cái sẵn chấn đó là nó vòng mà nó cũng chưa tới thời kỳ tới chuyện sấm nổ là nó tràn vô đây, là nó giật núi Cấm nè. Mình vô tới đây rồi là nó dở cái súng lên nó bắn không nổ. Rồi lại tới đây là máy bay cũng không phát quả, muốn bay là bỏ bơm người ta, ăn hiếp người ta cũng máy bay cũng không phát quả, quánh ai. Bởi vì trong Tứ Thánh có nói trời ơi sao biến bay đó, là máy bay đó xe kia biến chạy tại ai sẽ ngừng. Súng sau biến nổ không chừng súng bắn rụng không nổ rồi bắn ra giật của ai bây giờ. Thì thầy mình về không? Chết nhiều quá. Thì thầy về rồi còn gì nữa, sau này thầy về Bảy Thưa nè. Thì về Bảy Thưa là bị trong cái bài thơ mà thầy em cho tao ông nói sao hợp mặt Bảy Thưa ký sự. Đất lãng linh người xưa cố giữ, bủ sơn kỳ bốn chữ gắn ghi, một ngày tu là một đề thi, ông đạo ráng chữ y đừng lệch, ông đạo là tao đó. Là anh em bạn bè chia sớt cũng như mình nhắc nhở cho anh em ta nghe ta tu vậy đó. Giúp cho đời mới bớt nghiệp mình, tiếp tay thầy trò phải hy sinh, phải sống tốt nghĩa tình dân tộc, bốn chữ lúc này đây là gốc bủ tái trần đạo học khỏi rồi. Sơn Bạch Long nối tiếp đó thôi, kỳ hương thái ba ngôi đồng đẳng, hương quá chúng kỳ này có đặng, hiệp nhân viên mới tặng một bài điển xuống đây, thơ cũng khá dài nói hết ý, đợi ngài xâm hiệp thanh trừ kẻ bạo tàn, húng hiếp sĩ phải tường cho kịp lâm qua. Về gốc xưa nối chí Thích Ca, nước non vốn con nhà Hồng Lạc, ba thành phần tu thân giải thoát Hòa Thánh Dương Hiệp, cũng gần đây bế tự gia vô ngộ pháp bảo tín đồ thật sự.
cơ xe chuyển vạn năng bi thử khổ, đến nơi chuyện dữ xảy ra lạng nhân tâm đạo sẽ bất hòa vì quân chót màn ba tai hại. Tốt nghiệp trước có nhiều quan trái nên ngũ hành chánh sái đạo binh nào giông to bảo động thình lình khắp thế giới, đạo binh biến lạng, đạo binh là bệnh dịch bây giờ nó nổi lên ha, thằng bố nhóc rồi đó. Thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng, Quỳnh Trạng sắp tuồn hay mấy dạng trong nhi mã long ra cầm lá quốc kỳ xích long tái hồi quy Nam Việt. Lựa kẻ trí cùng người anh kiệt để sửa đời quá thiệt tinh minh bạch long về giống thiệt thầy mình thầy thầy nữa là như bây giờ đồng đạo bên Phật giáo ảo đang đang đón thầy mà đang mà nhắc nhở lại là thầy vắng mặt tới giờ đó. Rồi không biết thầy nữa về năm nào này kia đó là tới chừng đó là nó vô giặt vô nó vô nó bao dây tùm lum ở trên trên mà Tam Châu Hữu Ngạn liền nhỏ xa đó, Tam Châu là Tân Châu, Châu Phú, Châu Giang đó. Con gì vậy? Con gì đây nè, quên rồi. Ở đâu chở nữa. Bộ bị rắn rượt nó hay gì nó chạy rất cái này. Thập là ba thập bát chư ban động cam qua dương gian mảnh thú trừ tàn ác lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Cho nên là cái bài thơ đó là của Đức Thầy cũng cho tao cũng nói nhảy đi. Hồi đó cũng lần thầy ổng nhắc cái vụ mà bắt mấy con này cũng ghê ăn, thầy ổng nó không cho, nó cũng lại thú rồi nó nói gì nó là cũng như thấp dữ lắm nữa. Nó mới chuyển thế nó đầu thai lại được cái chiếc con này kia để cho nó sống, người ta còn muốn sống mà hướng chi mình là người ta mà mình đi giết người ta ăn, thầy đâu có cho. Bắt cá lóc mà ổng nói cá nó đi chân à, thầy bước ra ổng đổ cá cho nó, con cá nó nhảy đùng đùng bắt nhốt người ta chịu, nó coi gì nổi nhảy đùng đùng nó đói khát này kia nó nhảy ra thầy ổng bắt ổng đổ dưới sông hết trơn cho lội hết trơn. Cái mấy người bên đồng đạo đi chợ về chợ về cái thầy nói ba cá nó còn đâu mà nấu cháo nữa, ba cá nó xuống sông lòi hết rồi. Dạ, dạ thưa ông hai, thì sau này Đức Thầy mình nói có ba tiếng sấm có không? Thì ba tiếng sấm nổ, nó sấm đâu là bỗng đổ giang đó, trẻ già bất tỉnh mê mang xác hồn đó là chết giấc chết xỉu hết trơn đâu có còn sống, rồi dí bay xa người ta mới còn lại nằm lại tại đó đó, Phật mới hoàn hồn trả lại cho thủ thân, đặng thủ thân sống lại rồi mình chạy vắng bằng chạy giặt vắng bằng xà nữa đó, với hổ lan ác phúng mày lớp bay lớp chạy sau này đa đang đó, cái đó là của là công chúa đó. Ừ thưa núi bà nội nè, thì hồi đó thầy lên núi Cấm đó, thầy nói vị nào mà ăn chay thì tu hành thì ở núi Cấm, còn vị nào mà còn ăn thịt đó, thì về bên bà nội ở, thì mấy ông giúp về bà nội hết trơn. Cho nên hồi mấy năm đó là xe nó chạy ngang đó, xe của Miên đó, năm đó Miên nó chạy nó làm lơ với cái kia mướn cho Việt Nam mình đó, nó chạy qua rồi nó thấy rồi nó mới về, nó nói nó đêm hôm này đậu ở trển đợi con rít nó bằng chiếc xe tải vậy đó, bị ngang rồi mất đậu lại đâu có dám chạy, đậu là đợi cho nó qua, đi qua khỏi cho nó bò lên núi vô núi rồi đàng hoàng cái đằng này xe nó mới chạy. Đâu phải không có đâu. Hổ lan hổ mang người rít to người bự dữ lắm mà hồi đó ông già tao không có nói nữa, ông còn sống đó, ông ta, lúc ông còn sống đó ông nhắc lại tao nghe, ông nói cầm cái tâm thông mà lên mà tính bắn con rít đó đặng mà giờ cho nó chết, ai già lên ông thấy quá bự, ông nói mình không có làm gì mà bắn nó chết hết trơn. Ông xách cái súng ông em muốn chạy đùn xuống dưới chuyền luôn là núi Bà Đội á. Dạ, dạ thưa ông hai, thì Đức Thầy mình cho biết để Tam Thế Chiến là như thế nào không? Tam Thế Chiến là nó là lần thứ ba này nè, là lập Long Hoa Đại Hội nè, sau này Long Hoa Đại Hội Nhà Bàn đó, nếu mà nước nào cũng vô nhà bàn quánh tại nhà bàn đó, thương thay những kẻ bảo tàng còn chi đó, nhà bàn là chủ cái chợ nhà bàn trống đó, cặp với núi Két đó, sau này Miên nó quánh núi Két sụp thành sông đó, nó bỏ bơm rồi kia đó, đợt kêu ông Két đất cài thành sông đó, núi Két đất cài thành sông, đất là thổ đó. Nó quánh sụp thành sông, đần kêu vợ lại xa chồng đó, là vợ chồng chạy lạc thất lạc chết, có khi chết ở đâu cũng không biết nữa, đần kêu mẹ lại bên bầm con thơ đó, là cái, đó, cái đoạn đó, đó là đần kêu sắp tới bây giờ đó, là nó cận lắm rồi, đây tới đó còn có 3 năm nữa à, năm nay năm dần rồi tới mẹo rồi, mẹo kêu quá tánh lao sao rồi đó, nhớ con nói đó không, mèo kêu quá tánh lao sao là bước qua năm mèo là quá tánh lao sao, bị mình lao sao là mình dòm ở trên châu đốc, dòm thấy ở trên mà
Nam Giang nó chuẩn bị miên, nó xào sáo, nó cũng nhóm tới nhóm lui, súng ống này kia nó đi xuống. Thì Việt Nam mình ở, người Việt Nam mình ở trên miên chứ đâu, thì đa số cũng có nhiều số mà ở trên miên. Rồi bây giờ chảnh động mới rút gì thế này, thấy nó làm gì rồi hồi hộp sợ đó. Bởi vì là tới bước qua năm mèo mới tới nè, mèo kêu quá tánh lao sao, là mình lao sao mình lo chuẩn bị đến tính chạy mà không biết chạy giờ nào đó. Đến chừng rồng rắn máu đào chuyển về thì tới năm đó nó quánh rồi. Qua năm mèo là mè dần mèo rồi thìn, rồi tới năm thìn là rồng đó. Đến chừng rồng rắn máu đào chuyển ghê đó, rắn là năm tỵ đó, đinh tỵ cái bị sức quay, rắn núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó, gà bay đông tây trộn rộn, trời che sát nam bắc ê hề đất chở thay. Chết vậy rồi còn gì nữa, bị không có tu. Mà hiện bây giờ mày đi ở trong cái xóm mày ở bển thứ coi mày coi có thấy ai tu không? Người cúng lại được thời hai thời là dữ lắm, là có cái đám tiệc này kia mới cúng, còn không có là thâu tối ngày ta không thấy nhà nào cúng hết trơn. Dạ thưa ông hai, thì ông thực lại cái giấc mơ mà ông gặp gà miên được ông hai? Thì cái lúc đó là tao đi trên núi Cấm, tao về tao lên tao cúng trang Ngọc Hoàng, mà lên chỗ thì cúng là bà chúa ba không cho cúng thiếu một loại, bà cũng không chứng nữa. Bà nói bây giờ ông nếu mà ông cúng trang Ngọc Hoàng thì ông phải lại đúng 36 lại. Thì tao lên trên núi Cấm lên điện Bồ Hông đó, là điện trang, điện của trang Ngọc Hoàng đó, tao lại là tao giái rồi đàng hoàng, tao lại 36 lại thì tao về. Thì tao xuống rồi thằng Được nó về trước, rồi có mình tao ở, tao không thắng, tao đi bộ dài xuống ở chùa Phật lớn tao cúng, rồi qua bên Phật Di Lặc tao cúng rồi lại đó, tao mới kiếm xe tao đi về. Về dưới này thì nó về lên xe nó về nó mất tiêu rồi. Rồi đi với nó trận này nó không có dám làm gì đó. Cái tao ngủ ở trển hết đêm tao mới về dưới này. Về dưới này cái ngủ đêm đầu là tao thấy tao qua cồn bánh á. Thấy qua cồn á mà không biết hồi nào giờ đâu, tao đâu có qua cồn, xong mà hồi đó giờ không có đi qua cồn nữa. Sao đêm đó về nó mệt muốn chết mà thấy qua cồn. Đi qua bển tao thấy người ta chạy kêu bằng ở dưới đâu là ở dưới này kêu cái gì nè, cái dầu rồi cậu chữa chạy lên ì xèo người ta vậy đó. Mà ở giữa bên cồn á, cồn ngang mà dầm sáng nè, thấy người ta chạy quá đông, tao hỏi gì chứ cái vụ gì mà chạy lên giữ gì, mấy cô bác. Cái ông già ông đứng ông nói dân ở đây cho nó hay, tôi nói cồn chuẩn bị sụp rồi mà nó không tin. Tôi biểu nó đi chợ tản cư di tản đi, nó không chịu đi, bây giờ sụp cồn chết hết trơn. Sụp hai cái cồn dưới, cồn ở trên này với cồn dưới tới gần tới dầm cống luôn đó. Sụp chết gần tới dầm cống ở dưới á, cứ sụp cồn ở dưới luôn nữa. Chết hết trơn rồi không còn người nào hết trơn, còn cái số người ở đây là cái gần cái đầu cồn đó, thấy hết hồn mà chạy đó. Chứ không phải mà cái người sụp cồn mà còn sống chạy đâu, chết hết trơn hai cồn rồi. Rồi qua đêm sau tôi ngủ tôi thấy ở châu đốc xe nó chạy xuống nhóc hết trơn. Tôi hỏi cái vụ gì mà xe chạy xuống không, mà xe sao không có chạy lên. Nó nói vậy chú không hay gì sao, miên nó đến châu đốc coi, bây giờ chợ châu đốc chết nhóc hết trơn. Người tao mới nói ủa sao kỳ ở đây sao không nghe gì hết mà, sao mà chết. Mà quánh thì cũng phải có súng nổ chứ, tại sao mà em ru hết trơn mà kỳ cục vậy. Nói nó miên nó tràn qua nó chặt bằng dữ quéo không à. Ghê vậy? Hả? Ghê vậy? Ừ thì bởi nó có súng nó quánh rồi Việt Nam mình chạy hết, rồi vô nó cầm dữ quéo nó chặt dữ quéo không à. Chứ có dân mình chết lắm không? Dân mình chết nhóm cái chân này nè, tao thấy hai lần chứ không, mà một lần mà tao thấy một lần trước á thì tao thấy chân cái hầm út núp chỗ nhà gần nhà trong nhà tao một chút đó. Hầm út núp tao bước vô cái đầy một hầm luôn á. Dân của mình á chặt đầu chặt ngang đây, có ngang đầu có ngang giò có đổ giữa hầm một đống, nó dục dưới hầm không á. Giấc mơ gì cũng khiếp vô hay. Ừ rồi tao chung với sàn tao thấy nằm dưới sàn lởn ngởn hết trơn mà chết hết trơn, mà nhà nào cũng vậy chứ. Khúc đó từ ngoài lộ dài vô là bị chết hết trơn, không còn nhà nào còn hết trơn. Vậy lợi tao đi mà cái giấc dương bao tao đi kiếm người đó là không có người nào chứ, chết hết trơn rồi. Tao đứng tao lắc đầu nó, bởi vì kêu tu mà không chịu tu, bởi giờ tới chuyện rồi đó mới khổ sở mới biết là chuyện muộn rồi. Bây giờ muốn tu cũng không còn sống đâu mà tu cho kịp. Nó làm bao thấy vậy đó, mà thấy hai lần chứ không phải một lần nữa.
Vậy thì sau này cái người tu mình có thoát được cái kiếp nạn không hay? Thì cái người nào tu thì còn sống chứ sao không có. Thì người nào tu hay hoặc là có chức phận thì sao còn sống. Sống đặng làm việc đó. Chứ Việt Nam mình là ở Trung ương mà đâu có ai làm được ở đâu. Cũng như nước Việt Nam nằm cõi Trung ương, sao sẽ có Phật tiên đại thế, sao là Phật xuống thế cho người. Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế đó. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng đó. Cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung, thì rõ ràng thầy đã nói rồi đó. Cứu người lương hiền chứ đâu cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Người nào không biết tu hành là sao chết trơn à. Bởi sau này 18 nước nó hội vô đây nữa, quy y với thầy tu theo đạo Phật giáo là hảo hết nè. Là biết sao nó tu không? Trung Quốc nó cũng nguyện tu theo, xin tu theo Phật giáo là hảo luôn. Bị nước Trung Quốc nó chết còn bằng nước Lào à. Vì nó vô sau lưng quánh tới là ba nước quánh nó đó. Là Mỹ nè, Nhật nè, Nga nè. Ba nước nó quánh Trung Quốc với người Pháp đó. Vô đây nó tính giật của Việt Nam nữa đó. Mấy nước kia nó biết, nó ghét mà nó quánh đó. Cũng như nó biết Trung Quốc là tham lam, hồi đời Tần Thủy Hoàng nó gồm thâu lục quốc, nước nào cũng muốn gồm thâu của ta chứ. Thì hồi đó nó đô hộ Việt Nam mình 1000 năm, mình đây lai tàu hết rồi còn gì nữa. Vợ thì nó lấy vợ người ta, còn nó bắt người chồng đi lên núi kiếm củi. Người ta hỏi mày ngày xưa đó, cách đây chừng là cả 1000 mấy trăm năm rồi, là đi lên núi vậy mà núi mà làm gì mà về còn sống, là về cọp với rít với mà rắn mặn xà hổ mang ăn hết trơn còn đâu. Không thôi nó bắt đây người đàn ông mình xuống biển đi mò vàng, mà vàng ở đâu dưới mà mò, đi xuống dưới đừng mò cá mập á, với là sấu với mặn xà này kia, nó ăn đủ thứ hết trơn, đủ thứ còn ăn hết trơn, cá mập cá xà rồi đó ăn hết trơn rồi đâu còn nữa. Bởi được người đàn ông nó giết chết, nó tìm cách nó giết rồi không ấy là nó chở đi, có đau không có đau gì không, làm bộ nó chở đi bệnh viện nó trị bệnh cho mình, ai về nó chở đi nó giết người và đàn ông hết trơn. Lên trển cái nó lấy cây đinh nó đóng vô trán đằng cho nó trị bệnh. Bữa nào nó trị bệnh là về, chở về 2-3 xác á, 5-10 xác nó trị bệnh, nó trị vậy nó đóng, lấy đinh nó đóng vô mà bằng tang đóng vô đầu gối rồi đằng cho chết. Nó giết người đàn ông, nó giật vợ người ta đó. Dạ, ông có lời phiên là cho cô bác không? Hả? Có lời phiên là cho cô bác tu không? Thì cũng có nói, nãy giờ nói cái đó thì dân người ta nghe, người ta cũng tu rồi. Dạ. Nói cái cảnh khổ này kia đó là cái đời nó đã cận thế, hạ quân đây đã hết đời, nó đã gần hết rồi còn gì nữa. Phong ba biến chuyển đổi giờ, gia can năm mèo kỹ mão rõ ràng, ta mới nhắc đó. Khắp trong trần hạ nhộn nhàng, thiết chi ngồi buồn điên tỏa, một khi bá gia khổ não vậy thì từ đây. Thì vì mấy nước kia nó muốn quánh Việt Nam rồi thì Việt Nam cũng xôn xao đó. Bởi vì cái câu nói mà tao nói hồi nãy đó là dân ta biết hết trơn, mèo kêu quá tánh lao sao là đến mèo là có chiến tranh tới rồi đó. Lao sao là cũng như thấy, cũng như thằng kia hai người muốn quánh lộn nhau, thằng kia nó cầm sẵn đồ hết, đằng này hồi hộp rồi. Lao sao tính chạy đó. Gọi là mèo kêu quá tánh là sao, là năm mèo đó đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, là năm rồng là năm thịnh đó, rắn là tị đó, là tị là thấm nổ rồi còn gì nữa, nó tới rồi. Thì bởi vì cái khổ nó sắp tới rồi đâu còn gì nữa, thì cái hội luôn qua tới 10.000 năm mới lập một lần, tới 10.000 năm lận. Cho nên là các nước không có nước nào có Phật, chỉ có Việt Nam là nằm cõi Trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Phật tiên sắp đạt luôn, rồi ở trên Đức Ngọc Đế sắp luôn nữa, chứ có nước nào mà ở trên sắp đâu. Chỉ có Việt Nam nằm cõi Trung ương, sao sẽ có Phật tiên xuống đại thế luôn. Bởi vì thầy ông nói tu kiếp kiếp, nếu không thì quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung. Kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, cái người nào mà Phật dạy, thầy dạy không nghe thì sao tiêu diệt hết trơn, chết hết trơn, đâu còn sống mà tu. Tới thời kỳ đâu còn sống kịp nữa mà tu. Mà tu ai chứng nữa.